tỏa mộng lâu. Tập 3. Kim tiểu thư, tôi đã từng nói với cô, số tiền này là tôi lén lấy ra. Nếu đã vậy thì tôi thấy cô đừng về Thượng Hải nữa. Cô đừng đổ thêm dầu vào lửa được không? Anh của anh bảo anh chăm sóc cô ấy, chưa có bảo đuổi cô ấy đâu. Được, vậy tôi thêm 1.000 tệ nữa, đủ cho cô về Thượng Hải rồi chứ. Cậu bảo cậu hết tiền rồi mà. Xin hỏi em trai tôi đưa cô ấy đi đâu? Tôi nghe họ nói với người đánh xe là đến ngân hàng Thái Phong. Ngân hàng Thái Phong. Cảm ơn. Đừng sợ, tôi sẽ ở ngoài đợi cô. Về nghỉ ngơi cho tốt nhé. Sao lại là bác sĩ Tây? Còn là nam nữa. Mất mặt quá đi mất. Bác sĩ, đến lượt chúng tôi rồi. Được, là cô gái đó. Nhờ anh nhé. Vâng, được. Cảm ơn. Tiểu thư, mời đi bên này. Tôi... Đi đi, có gì thì gọi tôi. Mau lên, mau lên. Mời vào trong. Mau lên, mau lên, mời. Cậu gấp cái gì chứ? Một người đàn ông họ Giang là em tôi, còn cô gái thì đến từ Thượng Hải. Hình như Kim Phượng tiểu thư đó đến bệnh viện rồi. Châu tiểu thư làm việc ở ngân hàng, chắc từng học trường Tây nhỉ? Làm việc ở ngân hàng đương nhiên là phải đi học rồi. Muốn kiếm tiền không? Ai trong chúng tôi cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Anh tưởng ai cũng có thể làm thiếu gia như anh à? Đến nhà chúng tôi dạy học thì sao? Em gái tôi luôn muốn mời giáo viên nữ đấy. Tôi tìm nhiều người lắm rồi mà chẳng thấy ai phù hợp. Tự dưng tôi thấy cô hợp lắm. Anh không ghét tôi à? Đương nhiên là không ghét cô rồi. Cô nói xem, cô thông minh như vậy lại còn tốt tính, quan trọng nhất là cứ chăm chăm nói lý lẽ. Tôi đang khen cô đấy. Nói như thế, trong mắt anh tôi cũng tốt quá nhỉ? Rất tốt là đằng khác. Con người tôi ấy à, là người nói đạo lý. Cô có lòng giúp đỡ người khác, sao tôi có thể trách cô được chứ? Nói thật lòng, nếu chuyện này không xảy ra với gia đình tôi nhất định sẽ đứng ra bên vực chị ta giống cô. Thật đấy, tôi xem trọng chính nghĩa lắm. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chuyện của chị ta đã giải quyết xong rồi. Thế nào, có muốn đến nhà chúng tôi dạy học không? Tôi không biết dạy học. Không cần cô dạy. Em gái tôi đã 18 tuổi rồi, nó biết đọc chữ. Vậy chỉ là có một số điều trong sách, có một số điều con bé không hiểu, cô giảng cho nó là được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu cô đồng ý, tôi tính thế này nhé. Mỗi ngày sau khi tan làm, cô đến nhà chúng tôi dạy 2 tiếng đồng hồ là được. Vấn đề lương bổng thì cô không cần lo, chắc chắn sẽ khiến cô hài lòng. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi không phá thai nữa. Tiểu thư, tôi không phá thai. Không phá thai nữa. Sao thế?
Cái gì đây? Muốn tôi cởi quần áo, còn muốn sờ tôi? Bác sĩ kiểm tra cơ thể chị thôi mà. Chuyện này rất bình thường. Bình thường gì chứ? Thử cởi đồ cậu cho anh ta sờ thử xem. Cậu không sợ chắc? Bác sĩ còn nói lấy cái gì, lấy cây kềm gì đó kẹp ra. Còn phải nạo. À, anh ta còn nói đứa bé đã được 3-4 tháng, đã thành hình. Tôi không nhẫn tâm. Tôi không nỡ. Nhưng chị làm thế sinh đứa trẻ ra nó sẽ càng đáng thương hơn. Chị cũng đến bệnh viện rồi. Sao? Chị hối hận rồi à? Hình như cô ấy vẫn chưa quyết định xong. Để cô ấy suy nghĩ cho kỹ đi. Không cần đâu bác sĩ. Bác sĩ, chúng tôi thật sự đã bàn bạc kỹ rồi mới đến đây. Thật đó. Vậy à? Anh tin tôi đi mà. Tôi... Chúng ta đã bàn bạc xong xuôi mới đến đây. Giờ chị lấy được tiền rồi. Sao? Muốn giở trò à? Anh không thấy cô ấy sợ hãi, đau lòng đến nông nỗi này rồi sao? Anh có thể đừng ép cô ấy nữa được không? Tôi... Được, tôi trả lại tiền cho cậu. Không được trả. Nếu cô muốn sinh đứa trẻ ra thì phải có tiền để sống chứ. Nhưng anh tôi đã dặn dò phải bỏ đứa bé mới đưa tiền cho chị. Giờ tôi đưa hết tiền cho chị. Đợi đã. Cậu yên tâm, tôi không tơ tưởng gì đến anh trai cậu nữa rồi. Tôi lấy tiền. Tôi sẽ không dính dáng gì đến anh ta nữa. Tôi cũng sẽ không làm phiền cậu. Tôi sẽ về Thượng Hải. Từ giờ hai mẹ con tôi không liên quan gì đến Giang gia các người nữa. Thật không? Anh đấy. Mẹ. Đạt Thiên đâu? Không gặp anh ấy. Không gặp được à? Bình thường không gặp được nó. Mấy hôm nay nó ở nhà, sao vẫn không gặp được? Đúng là khác biệt thời đại. Lúc đó chúng ta như thế nào ấy nhỉ? Lão già ở nhà phải ăn cơm, đâu dám không đi mời. Con xin đi ngay à? Ngồi cả rồi. Đồ ăn cũng đã dọn lên. Thân là đại thiếu phu nhân mà chạy tới chạy lui. Bọn ta nên đợi hay không đợi nữa đây? Con là người làm chủ mà không biết sai người làm à? Bà cả, đại thiếu phu nhân đã bảo con đi mời rồi. Chỉ là đại thiếu gia nói trời nóng quá, anh ấy không muốn ăn, nuốt không trôi. Đại thiếu phu nhân cũng không dám trả lời bà như thế. Lắm lời. Đại phu nhân đang hỏi người đâu? Con không mau đi mời. Vâng, con đi ngay đây ạ. Không cần đâu. Người ta đã bảo không ăn rồi. Chúng ta làm vậy là cầu xin nó hay là ép nó ăn? Còn ngây ra đó làm gì? Đợi người ta mời à? Em phá thai rồi. Phá rồi đúng không? Sao anh nhẫn tâm quá vậy? Sao anh nhẫn tâm quá vậy? Anh không cần em, không cần con. Anh còn đến đây làm gì nữa? Anh nhẫn tâm quá. Anh không cần em, không cần con. Anh để mặc em không lo. Anh đâu có bỏ mặc em. Anh còn lén chạy đi tìm em đây này. Sao em không đợi anh?
Sao em không bàn bạc với anh đã tự mình bỏ đứa bé? Anh đến muộn một bước rồi. Anh đã chạy đến ngân hàng, nhưng mọi người đều không biết rốt cuộc em đã đi bệnh viện nào. Phá thai không phải là ý của anh sao? Là em trai anh mang bức thư do anh viết đến, bảo là anh muốn Kim Phượng bỏ cái thai đi, sau đó cho cô ấy tiền, đưa cô ấy về Thượng Hải. Nó đâu rồi? Đi mua vé thuyền rồi, bảo là chiều nay phải đưa Kim tiểu thư đi. Đạt Thiên, chuyện này thật sự không phải là ý của anh sao? Kim Phượng, hôm đó anh bị em trai anh bắt về nhà, rồi bị nhốt ở nhà không cho ra ngoài, không phải anh không quan tâm sống chết của hai mẹ con em. Kim Phượng, em nhất định phải tin. Tình cảm anh dành cho em là thật, anh sẽ không bỏ mặc em và con. Em biết mà, em sẽ không nhìn lầm người. Em không hề bỏ đứa bé. Em sợ. Em cũng không nhẫn tâm. Dù sao, đây cũng là tình cảm của hai chúng ta. Mua được rồi, vé thuyền lúc 2 giờ. Chờ anh nhé. Anh à, sao anh lại chạy đến đây? Đồ độc ác. Em dám giả mạo anh viết thư. Em là đồ khốn. Anh đánh chết em, đánh chết em. Em chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Anh khiến tình hình rối ren như vậy. Anh không lo, em lo giúp anh mà anh còn trách em. Anh trách em hả? Em còn phải trách anh đó. Anh làm chuyện thế này, anh có nghĩ đến cảm nhận của người thân không? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đừng tưởng tôi không dám đánh chị. Cô đang mang thai, cô không được đánh. Đúng rồi, tôi... Không sao chứ? Đạt Thiên, anh không sao chứ? Không sao. Được, được lắm. Anh dám chạy ra ngoài. Chuyện này em không lo nữa. Anh tự giải quyết đi. Để xem anh giải quyết thế nào. Đại phu nhân, Lục Hương đến rồi. Vào đi. Đại phu nhân. Đại thiếu gia trốn ra ngoài rồi. Cô dám giấu tôi, còn nói dối nữa. Đại phu nhân, đại phu nhân. Lục Hương, Lục Hương không biết đại thiếu gia ra ngoài. Nếu nó không ra ngoài thì dám không đến ăn trưa ư? Nó đang giận dỗi với tôi đây mà. Nó dám giận dỗi tôi cơ à? Tôi sẽ nhốt nó thêm vài ngày nữa. Là nó bảo cô giấu tôi ư? Là đại thiếu phu nhân không cho tôi nói. Mới sáng sớm đại thiếu phu nhân đã phát hiện thiếu gia ra ngoài. Cô ấy sợ đại phu nhân tức giận mới không cho tôi nói. Nói như vậy thì đại thiếu phu nhân của các cô còn không rõ chuyện gì đã xảy ra ư? Chắc cũng đoán được rồi ạ. Vậy chuyện này phải để ta dạy nó rồi.
Cô nhắc nhở nó, làm thiếu phu nhân thì phải như thế, biết cách giả vờ không biết. Dù có biết cũng đừng mở miệng, càng không được làm loạn lên. Vâng vâng, thưa đại phu nhân, tôi sẽ khuyên đại thiếu phu nhân theo ý của đại phu nhân. Vậy đây là công lao của cô rồi. Xét về công lao, tôi phải lột bao nhiêu lớp da của cô đây? Tôi bảo cô để mắt tới đại thiếu gia, sao nó lại trốn mất hả? Đại thiếu phu nhân bảo cô không được nói với tôi, là cô không nói luôn ư? Hay là cô muốn giấu thay đại thiếu gia để lấy lòng nó? Người có thể thay đại thiếu gia quyết định nạp thiếp trong nhà là tôi. Cô hãy từ bỏ giả tâm đó đi. Đại phu nhân oan quá, đại phu nhân oan quá, còn la oan ức, tát miệng. Cái miệng của cô, đi mà dỗ dành đại thiếu phu nhân của cô đi. Sao thế? Em đừng thế mà. Đừng làm mất địa chỉ anh đưa cho em nhé. Thuê xong nhà anh sẽ bảo người viết thư đến ngay. Anh không được đưa tiền rồi bỏ mặc em đấy. Nếu sinh con ra mà anh không đến Thượng Hải tìm em, em sẽ đến đây tìm anh. Em nói thật đấy. Đừng đến tìm nhé. Anh phải giấu nhà anh thì mới đi Thượng Hải được. Em yên tâm, mỗi năm một lần anh sẽ đến Thượng Hải thu tiền nợ. Cuối năm nhất định em sẽ gặp được anh. Phải đợi lâu vậy ư? Vậy chẳng phải bảo em chờ đợi trong lẻ loi sao? Em chờ đợi trong khó chịu, lòng anh cũng nào có vui. Chỉ có phụ nữ ngốc nghếch như thế mới tin mấy lời ngớ ngẩn của anh trai tôi. Chị ta nghĩ chị ta trở về thì chờ đợi được gì chứ? Chắc là tia hy vọng cuối cùng chăng? Nếu không, sao cô ấy sống tiếp được chứ? Anh đừng quên, anh đã hứa với em rồi đấy, nhất định phải đến thăm em. Em tin anh đi, anh thật sự không nỡ để em đi mà. Anh mong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em. Vậy anh cho em ở lại đây được không? Em ở lại đây, anh có thể nhìn thấy em mỗi ngày rồi, được không? Không được. Kim Phượng, em nhất định phải đi. Nhưng mỗi ngày anh đều sẽ nhớ đến em.
Kim Phượng. Đạt Thiên. Đạt Thiên.狂风暴雨也要和你双飞，嘿耶！来来去去的前世情缘，今生又相见。让我们牺牲生死在人间。让我们牺牲生死在人间。Anh cả, Tâm Liên à, con đang nhìn gì thế? Mẹ yên tâm đi, sự việc đã êm xuôi rồi. Không những bỏ cái thai, người cũng đã bỏ đi. Nguyệt Nhi không phải người của mẹ sao? Có gì mẹ không biết chứ? Hôm nay tiễn đi rồi, cô ta khỏe vậy sao? Mẹ, không phải mẹ dặn con làm càng nhanh càng tốt sao? Con đâu dám chậm trễ. Chính mắt con nhìn thấy thuyền rời bến, người đi rồi. Còn gì nữa? Hết rồi. Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Đi thật rồi mà, hết chuyện rồi. Con đi tắm đây. Anh con không đến tìm à? Không phải anh ở nhà sao? Sao thế? Mẹ thả anh ấy ra rồi à? Nó lén trốn ra ngoài. Con không gặp nó à? Không, không gặp thật à? Anh ấy không dám đi gặp chị ta nữa đâu. Nó dám liều mạng trốn ra ngoài, không đi tìm cô ta. Không lẽ đi ngắm non sông? Chắc anh ấy không gặp được chị ta đâu. Nếu con nhìn thấy, con đã đưa anh ấy về từ lâu rồi. Đánh cờ ở đâu không đánh lại ngồi đây. Đại thiếu gia, chúng tôi ở đây đợi anh. Trèo tường về rồi à? Lạ thật đấy, anh cả cũng không ở tiệm. Đại thu nhân, đại thiếu gia về rồi. Mẹ, đứa con gái lẳng lơ đó hạ độc con hay gì mà con còn dám đi gặp nó? Anh cả, anh chạy đi đâu thế? Anh đi tìm chị ta thật à? Sao em không thấy anh? Đạt Hải, con còn dám giấu cho anh con à? Mẹ và Tâm Liên chính mắt nhìn thấy hai đứa về cùng nhau. Con gặp anh con trên đường về. Anh ấy không có đi gặp chị ta thật mà, phải không anh cả? Anh nói gì đi chứ, có phải không? Phải phải, con không gặp được cô ấy. Con lén chạy ra ngoài không gặp được cô ta, con chịu về chắc. Nói, rốt cuộc người đã đi chưa? Đi rồi. Nếu không đi, anh ấy có về không chứ? Con đi gặp cô ta mà cô ta cũng chịu đi. Không đi thì con làm gì được nữa?
Đạt Thiên, con nghe nhị nương một câu. Người cũng đã đi rồi, chuyện kết thúc tại đây thôi. Sau này đừng chọc giận mẹ con nữa, biết chưa hả? Thai cũng phá, người cũng đi rồi, không kết thúc thì con có thể làm gì chứ? Con đứng lại. Mẹ còn chưa nói sao mà con dám đi à? Muốn làm phản sao? Con làm vậy là sao? Ngoảnh đầu lại nói xem nào. Con chẳng có gì để nói hết. Con thái độ gì thế? Vì một người phụ nữ mà cãi nhau với mẹ, chẳng có phép tắc gì cả. Mở đình thờ. Thỉnh gia pháp. Quỳ trước mặt tổ tông. Con tưởng bây giờ con lớn rồi, không ai đánh được con nữa sao? Dù con có lo cho cái nhà này, mẹ vẫn có thể dùng gia pháp tổ tông với con. Mẹ sinh được con thì mẹ đánh được con, quản được con. Con ở ngoài phong lưu mẹ không quản được. Nhưng con không nghe lời mẹ, lại lén chạy ra ngoài, con đúng là bất hiếu. Con dám mặt nặng mày nhẹ với mẹ, đúng là đại nghịch bất đạo. Nếu hôm nay mẹ không dạy dỗ con đàng hoàng, mẹ còn biết quản lý cái nhà này thế nào nữa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Quản gia, quản gia. Bà bớt giận, bà bớt giận đi mà. Chị nói xem, chị đánh chết nó rồi, sau này chị phải trông cậy vào ai? Đại thiếu phu nhân, cô nhớ nhé, lát nữa cô giả ngốc là được rồi. Còn nữa, chỉ cần không nói gì là đúng rồi. Đại thiếu phu nhân, cha, mẹ nói cha không cần mẹ con nữa. Không có, không có. Hoan hoan ngoan, chúng ta đi ăn cơm thôi. Đi ăn cơm nhé. Lúc ăn cơm thì không nói chuyện, ngoan nào.
Sao thế? Mẹ thở dài cũng không được à? Cô không hỏi cả ngày nay tôi đã đi đâu à? Em hỏi được sao? Em dám hỏi chắc? Đại thiếu phu nhân, tôi đang nói chuyện với đại thiếu phu nhân. Em quản hoang hoang, bây giờ quản đến đại thiếu phu nhân rồi à? Cô ấy có thể nói gì hỏi gì cũng phải đợi em gật đầu hả? Anh đừng có dỡ bản tính đại thiếu gia lên đầu Lục Hương. Trẻ con này ở đây đấy, bớt nói vài câu đi. Hoang Hoang à, anh tức là vì tại sao cô ấy vẫn có thể giả vờ như không biết gì? Cô ấy là đại thiếu phu nhân mà như một kẻ ngốc. Chuyện xảy ra mấy hôm nay cô không biết gì à? Không biết, không biết thì cô có thể hỏi. Nào, cô nhìn kỹ đi. Nhìn đi. Sao cô không hỏi tôi rốt cuộc là vì chuyện gì mà mẹ đánh tôi ra nông nổi này? Đạt Thiên, con đang làm gì vậy? Con còn muốn mẹ con đánh con thêm một trận nữa à? Rốt cuộc có hỏi hay không? Em không hỏi. Mẹ không cho em hỏi. Gia đình này không cho em hỏi thì em không hỏi. Anh ép em biết được chuyện này thì có ích gì cho anh? Anh để em biết chuyện để em cãi nhau làm to chuyện, hay để em biết chuyện rồi đập đầu chết? Người chồng như anh ra ngoài ong bướm chơi bời vô độ, anh không thể cho em chút yên bình sao? Lương tâm anh đâu mất rồi hả? Anh có còn lương tâm không? Lương tâm anh đâu mất rồi? Anh nói đi, anh nói đi. Cẩm Vân, nếu con đã biết thì cũng đừng làm loạn lên. Đang làm gì đây? Chẳng khác gì thứ phụ nữ chanh chua. Có còn là đại thiếu phu nhân của Giang gia không? Mẹ, là anh cả gây chuyện trước, không liên quan đến chị dâu. Đạt Thiên bị chị đánh đến điên rồi. Cẩm Vân không muốn vạch trần nó, nó cứ bắt con bé phải nói. Dù có biết có uất ức thế nào mà ra tay với chồng như thế. Gia giáo đâu, thân phận của con đâu? Vợ mà Giang gia chúng ta lấy không phải đàn bà chua ngoa. Chồng con chỉ là thỉnh thoảng mua vui, đã uất ức thế này, sau này nếu nó dẫn vợ nhỏ về, chẳng lẽ con còn muốn nhảy sông? Mẹ, chị dâu chỉ là khó chịu trong lòng, có đau lòng cũng không thể để người ta cười chê. Không biết giả vờ thì cứ bấm bụng chịu đựng. Được rồi, chuyện hôm nay coi như xong, sau này không ai được nhắc đến nữa. Ăn cơm. Ăn cơm như thế à? Chẳng ra làm sao. Cô muốn đến Giang gia dạy học thật à? Như thế có ổn không? Có gì không ổn chứ, có thể kiếm thêm tiền mà. Tôi nghe người ta bảo quá phụ ở Giang gia ở Tỏa Mộng Lâu, bà ta rất lợi hại. Tỏa Mộng Lâu của Giang gia, nhà bọn họ có một tòa lầu gọi là Tỏa Mộng Lâu nên mọi người đều gọi thế. Người làm chủ gia đình đó chính là đại phu nhân. Cha tôi bảo người phụ nữ đó lợi hại lắm, một mình gồng gánh bản hiệu mấy đời của Giang gia. Cô đến nhà họ làm việc, dù không hà khắc với cô thì cũng không dễ dàng gì cho cam.
Lưu đại công tử, tôi kiếm tiền nuôi gia đình. Anh nói xem có người chủ nào chịu bỏ tiền để anh làm việc dễ dàng chứ. Muốn kiếm tiền thì phải chịu khổ thôi. Mệt chết tôi rồi. Không, không phải cô đi rồi sao? Mệt chết tôi rồi, đi gì mà đi chứ. Hôm qua vừa lên thuyền là tôi hối hận rồi. Sau đó tôi đã ở cái gì mà chỗ quỷ quái nào ấy nhỉ, đổi qua một chiếc tàu lớn, nên hôm nay mới bắt kịp tàu trở về đây. Nào Kim Phượng nào, làm gì thế? Sao cô lại muốn quay về? Bỗng dưng tôi hiểu ra. Tôi không thể ngốc như vậy được. Tại sao chứ? Tôi ở Thượng Hải chờ đợi trong mòn mỏi. Nếu đã phải đợi thì phải đợi ở đây. Tôi sẽ ở gần anh ấy. Châu tiểu thư, mời. Quản gia. Ừ, mời Châu tiểu thư. Cảm ơn. Nào, cảm ơn. Châu tiểu thư, mời cô ngồi. Ngồi đi. Tôi đi mời nhị thiếu gia nhà chúng tôi. Cảm ơn. Hôm nay trời đẹp thật, cha đưa con ra sau vườn chơi nhé, được không? Dạ. Hôn cha cái nào. Đi thôi. Con gái ngoan. Nào, đại thiếu gia. Là cô. Sao cô lại đến nhà chúng tôi? Là vị thiếu gia mời tôi đến dạy học. Sao thế, anh ấy không nhắc chuyện này à? Hoan nghênh cô. Em gái tôi luôn muốn mời thầy dạy học. Đại thiếu gia, đại phu nhân hỏi sao nhà lại có khách. Là tôi mời đấy. Cô đến rồi à? Đại phu nhân hỏi đấy. Đi gặp mẹ tôi với tôi. Nào. Châu tiểu thư, mời. Vậy tôi đi trước nha. Châu tiểu thư. Châu tiểu thư, mời. Cha, cha, con muốn ăn bánh. Ăn bánh hả? Được. Nào. Mẹ, cô giáo dạy học con mời cho Tâm Liên đã đến rồi. Con mời cô ấy vào để mẹ xem nhé. Chẳng có phép tắc gì cả. Có thể gặp khách trong nhà. Mời người ta đến phòng khách uống trà rồi mẹ đến. Vâng ạ. Quản gia, vị thiếu gia, mời Châu tiểu thư đến phòng khách đợi đi. Mẹ tôi lát nữa sẽ đến gặp cô. Châu tiểu thư, mời. Dạ.
Tìm cô giáo dạy học ở đâu thế? Sao quen biết cả Đạt Thiên? Cô ấy là nhân viên ngân hàng, bọn con có qua lại trong việc làm ăn nên đều quen biết nhau cả. Vừa hai cô ấy muốn trợ cấp thêm cho gia đình nên mời cô ấy sau giờ cơm tối đến làm thêm. Bắt buộc phải đến sau giờ cơm à? Mẹ làm thêm mà. Quản gia, lễ nghi đâu hết rồi? Không đưa khách đến phòng khách ngồi mà để mặc cô ấy đi vào trong nhà. Nhà chúng ta có còn phép tắc không? Là sơ suất của tôi, đại phu nhân dạy bảo chí phải.